Trung Quốc ngừng mua ớt Việt Nam không rõ nguyên nhân, khiến giá ớt tại khu vực Quảng Ngãi, Quảng Nam rất thê thảm. Ông Mười, một nông dân ở Quảng Nam cho RFA biết. Mấy năm trước là hòn ớt xuất khẩu đi Trung Quốc rất mạnh, mà hơi năm liền đi là hòn xuất khẩu Trung Quốc không được bổ. Người dân ở đây là chi phí ra rất nhiều tiền mà thu nhập gió rất rẻ. Chủ doanh nghiệp xuất khẩu ớt Thành Khôn ở địa bàn Quảng Nam cũng xác nhận. Hôm nay thì tình hình ớt ở Quảng Nam, đặc biệt là ở địa bàn Duy Xuyên thì nó không được tốt cho lắm. Chủ yếu là mấy năm trước thì là bán đi Trung Quốc với lại xuất đi Hải Dương, ngoài Bắc. Thì năm nay thì ngoài đó là không ăn, chủ yếu là bán đi Sài Gòn và bỏ một số ít là lượng cho bỏ tại các chợ buôn của Đà Nẵng, Quảng Nam để người ta bán lại. Giá ớt rớt chỉ còn từ 4.000 đến 5.000 đồng mỗi kg và được dự báo có thể giảm tiếp. Nhiều nông dân than thở. Phân cho thì đắt. Đó, điện tưới đồ này rất đắt. Nhưng mà ớt đầu mùa mà có 50, ớt lớn trái 50. Còn mới đi bón 50 không mua, mua 40, 30 rồi mà hỡi làm chi, không đủ công. Cái kinh tế của người nông dân tại địa phương này bây giờ là rất khổ lắm. Xuất khẩu hiện nay là cứu cánh duy nhất giúp nhà nông duy trì được cuộc sống. Nếu yêu cầu ở đây nhé, thì nếu có xuất khẩu được thì dân đây là mang được, còn không thôi dân đúa thôi nó chết, chứ cho mình chẳng biết ngôi đàn hơn. Thì cái rình đoạn đó dân ở đây thì có khổ cực thì cũng phải ở đây rồi phải làm. Năm nay rất quả, không bằng mấy năm trước được. Yêu cầu nhà nước hỗ trợ cho dân xóa điện phan, lùm ăn cho những cây khóc cho được mùa mòn tốt đẹp. Dân này rất phấn khởi, còn lùm như là dân chết đúng không?